Hôm nay là buổi họp của giờ xe Thanh Hóa. Đấy, anh Tuấn đang chuẩn bị bay lại Cessna. Con máy bay nát khoảng tầm 100 lần. Đấy. Hy vọng là anh Tuấn không khai xuân phát nát nữa như mấy hôm nay. Kiểm tra con đi thay SC chưa? Mang con F3 của em lên đi. Con F3A nó bay thích nè. Phóng nóng lốc mà. Sẵn tích. Đúng rồi. Con ngày xưa anh có con đó chứ. Rồi, tiết mục pilot Tấn Nát chuẩn bị bay. Tao mày tránh ra để cho anh pilot Tấn Nát bay nè. Lên đây, lên đây. Anh ngồi vào trong để tí cho máy bay hạ cái anh ấy. Đường người ta. Rồi. Lên máy bay hơi say rượu tí, sáng mới làm mấy chén đó. Vẫn ngon à, máy bay nát có 100 lần chứ vãi, chim đi sao mà nhìn thấy chảo đảo thế. Đề nghị pilot Tấn Nát đừng có chuyện nói bậy nhiều quá. Hạ à? Hạ tránh mấy ô tô ra nha. Kia có con Hải Âu đồng mới rồi. Rất nhiều máy bay. Hạ đã. Hạ báo nha. Bắn con bay con đi này. Cái này hạ. Từ từ, tâm ơi, từ từ, tâm ơi, để anh quay video tâm ạ. Từ từ, đợi quay nốt cho ông Tuấn. Hạ đi anh Tuấn à. Hạ lại giống như là cắm hơn kia. Chú cứ nói rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Giảm tốc rồi đó. Chỗ đó là dớp, hiểu không? Lên vòng nữa. Té người à? À sang đó à? Co. Hạ đâu đây đi. Con nào à, lướt. Lâu ngày ông bay flat cho lắm rồi, sao đâu ông hạ đường vắng khó. Rồi xuống đây vào đây được rồi đó. Hết cỡ, giảm gốc, giảm hết ga. Một pha đi vào lòng đất.